thuật lại để ở nhà có thể xem lại được, học lại được nha. Bạn mơ chỉ lỏ, bạn Chu Uyên này, bạn đây đây gì mở mic mở cam đấy nhỉ. Và ở buổi học trước ấy thì mình hình như mình nhớ là chúng ta đã dừng lại ở cái lesson 39 rồi. Đấy, một cái lesson mà mình miêu tả về đồ vật đấy, describing people and objects, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ đi tới buổi tiếp theo nhé. Mỗi một buổi chúng ta sẽ cố gắng là luyện tập được nhiều nhất những tình huống giao tiếp có thể. Đấy. Mình vẫn lưu ý cả nhà nhé, lưu ý tất cả các anh chị là một tuần một buổi học Zoom này đấy, thật sự là chưa đủ đâu. Cả nhà hãy cố gắng rèn luyện thật nhiều nhé. Đấy. Một tuần 2 buổi, một tuần 3 buổi học Zoom này, nói thật với cả nhà là vẫn sẽ chưa đủ đâu. Cả nhà cần chủ động luyện tập nhiều hơn nữa. Đó. Tại sao mình nói như thế? Bởi vì nó xuất phát từ chính cái trải nghiệm của Tùng. Cách đây 2 năm rưỡi mình cũng chẳng biết nói một câu tiếng Anh nào cả. Ngữ pháp có thể biết một chút, bởi vì học ngữ pháp cũng thất từ phổ thông rồi, học đại học cũng học. Đó. Ngữ pháp thì vẫn còn biết một chút, nhưng giao tiếp thì không biết một câu bẻ đôi nào cả. Có thể nghe người Tây nói một vài câu về hỏi đường xá gì cả, ví dụ như can you tell me the way to the port office chẳng hạn, thì người làm mình có thể mờ hiểu được. Đấy. Nhưng mình sẽ không biết nói như nào cả. Ngồi nặng, ngồi dạng mãi không ra được một câu, một chữ nào cả. Và qua cái hành trình 2 năm rưỡi vừa rồi, mình mới cảm nhận được là gì? Không có một cái cách học nào nó gọi là dễ dàng để chinh phục giao tiếp cả. Nói thật cả nhà, tâm sự thật nhá. Đây không phải là mình muốn làm nhụt ý chí của các anh chị đâu. Nhưng làm gì làm, mình đều chia sẻ rất thẳng thắn, thật thà, trung thực bằng chính cái trải nghiệm của mình. Và khi mình chia sẻ trải nghiệm này thì rất là nhiều người cũng thừa nhận mình là gì? Đúng là ngày xưa là gì? Em bị cái câu nói là gì? Thành thạo giao tiếp sau 3 tháng, thành thạo giao tiếp sau 6 tháng. Nhưng thực sự khi học xong thế gì? Không có chuyện đâu. Mình phải luyện thật nhiều mới có thể giao tiếp tốt được. Và có một cái khái niệm mà hôm nọ mình có trao đổi với bạn học sinh ấy, bạn nói một cái khái niệm mình thì mình rất là hay, rất là thích. Và chắc chắn chúng ta ai cũng mong ước đạt đến cái trạng thái đó, đó gọi là gì? Giao tiếp tự do. Đấy. Giao tiếp tự do. Như kiểu chúng ta nói tiếng Việt với nhau ấy. Và để làm được điều đó cần rất nhiều thời gian cả nhá. Lưu ý lại, cần rất nhiều thời gian. Mình có cảm giác hôm nay cái mạng net của mình nó đang có lúc nó không ổn. Rồi để mình chuyển sang cái dùng mạng 3G đây. Cần là chờ một chút mình sẽ chuyển sang mạng 3G này, và trong lúc mình chuyển mạng thì có thể thôi là nó sẽ bị lag mạng nhá. Xem nào. Ok, mình đã chuyển sang cái mạng 3G, mình dùng điện thoại mình phát 3G rồi. Cả nhà cảm thấy là cái chất lượng mạng nó đã tốt hơn chưa? Tiếng nó đã trong hơn chưa? Nếu mà ổn thì cho mình cái ngón tay để mình biết, để mình tiếp tục cái buổi Zoom này. Ok, cảm ơn cả nhà. À, thì lưu ý thực sự cả nhà như thế nhé. Đừng cố kiếm tìm, nói thật đấy. Đừng cố kiếm tìm cách nào nó thần kỳ hay vi diệu để mà học giao tiếp thành công cả. Cái không có cách nào là thần kỳ đâu. Có thể mình cho các bạn một key liên tục. Một key là gì? Là shadowing. Bắt trước đấy. Nhưng mà cả nhà biết sao? 2 năm rưỡi qua mình đã shadowing à? Một key chỉ cần 1-2 chữ thôi. Bắt trước thôi. Mà 2 năm rưỡi qua mới làm thế. Quan trọng là cảnh trình của chúng ta cần sự kiên trì nhé. Nhưng lưu ý điều đó. Hãy kiên trì nhé. Đó. Và không dông dài hơn nữa. Những anh chị nào cần mình chia sẻ trực tiếp ấy, thì cứ inboxing cho mình. Mình sẽ mở Zoom trả lời sau nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi học ngày nay thôi. Bây giờ mình sẽ share cái màn hình của mình cho cả nhà. Đây, đây là cái phần bài học chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên mình sẽ tập với lại cái đoạn ngắn này trước đi. Hai đoạn hơi ngắn. Rồi, chúng ta sẽ tập cả hai cái đoạn thoại lên. Dialogue 1 and Dialogue 2 lần này. Ở cái lesson 40. Asking somebody to do something. Và bây giờ mình sẽ gửi cho cả nhà. Đây nha, mình đã gửi cho cả nhà cái đoạn thoại rồi. Cả nhà hãy tìm mọi cách nhé. Hãy tìm mọi cách của nó. Bằng tất cả các công cụ, phương tiện của cả nhà để có thể copy lại đoạn hội thoại này nhé.
cái này mình không biết đó. À, mình gửi chưa nhỉ? À, mình đang chọn lựa chọn gửi cho mỗi Trần Ngọc Linh, chờ một chút. Đây đây, ở phần chat của Zoom nhé, cái đã tìm mọi cách đi, copy paste hay dùng điện thoại khác chụp lại cái điện thoại đó, dùng là chụp lại này, hoặc là liều chụp ảnh màn hình luôn, bất cả cách nào. Để mục tiêu gì, một lát nữa chúng ta còn có hội thoại chúng ta nói đó. Lát nữa thì mình sẽ mời cả nhà vào Zoom, vào những break room để cả nhà thực hành nói với nhau. Lúc đó cả nhà cần có hội thoại để cả nhà luyện nhé. Vì vậy cả nhà hãy chủ động lưu lại đoạn chat này đi nha, hãy lưu lại nha. Mình lưu ý xin nhắc lại, cả nhà hãy chủ động lưu lại đoạn chat này đi. Nếu không ấy, một lát nữa cả nhà sẽ không có các công cụ học tập, cả nhà sẽ không thể nào mà cả nhà có thể là thực hành nghe nói ở trong những cái breakthrough mà mình tạo ra được nha. Lưu ý cả nhà như vậy. Rồi bây giờ cho mình hỏi lại là cả nhà đã nhìn thấy cái màn hình mình share chưa, đã nhìn thấy chữ ở trên màn hình của mình chưa? Nếu có hãy làm cái động ngón tay cho mình biết và để mình sẽ bắt đầu buổi học, thấy không ạ? Có thấy không ạ? Ok, cơ bản mọi người, mình thấy mọi người đều thấy đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhá. The first thing, điều đầu tiên đấy, đầu tiên là mình sẽ mời cả nhà chúng ta luyện cái kỹ năng gọi là listening skills, chúng ta luyện nghe trước, nghe trước nhé. Và một cái tip để cả nhà có thể nghe được, nếu cả nhà muốn nghe tốt ấy, để xem là cả nhà có nghe thực sự tốt hay không ấy, thì một cái tip đó là cả nhà đừng nhìn vào cái sắc, đừng nhìn vào chữ, mà cả nhà hãy nhắm mắt lại, hãy nhắm mắt lại để nghe, để thử nghe xem liệu mình có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm đoạn thoại này, hiểu được người đang nói gì về đó nhé. Đây là một cái tip ấy. Và bởi vì cả nhà biết sao, khi mà cả nhà nhắm mắt để cả nhà nghe, cả nhà sẽ thấy là cái thính giác của mình này được hoạt động tốt nhất có thể. Đấy. Mình không bị phân tâm bởi ánh mắt khi mình nhìn chữ, hay mình bị phân tâm bởi điều khác nha. Đây là một cái tip mình vẫn đang thực hành nha. Bây giờ mình sẽ mở cái file này lên cho cả nhà được nghe. Đó, đây rồi. Rồi đúng rồi, chờ chút mình sẽ tua lại. Help me, I need a doctor. What is the problem, sir? My wife is on the floor. Ok, đó mình sẽ sir, xử lý âm thanh đó. Please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Rồi, cả nhà nghe cái tiếng mình share ấy, khi mà cả nhà vừa nghe có rõ không? Nghe được không? Nếu nghe được cứ làm ngón tay để mình thấy, mình sẽ bắt đầu lại. Ok, thế bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe trước nha. Cách học sẽ như sau. Mình cho cả nhà nghe trước một hoặc hai lượt gì đó. Sau đó mình sẽ mời ngẫu nhiên hai bạn trong Zoom dịch đoạn thoại này. Dịch xong, mình sẽ cho các bạn nghe lại một lượt nữa và tập shadowing luôn nữa. Sau đó, mình sẽ mời các bạn vào những break Zoom để cả nhà được luyện nghe nói với nhau. Lớp học này sẽ là một cái môi trường để chúng ta có thể thực hành nghe nói tiếng Anh hàng ngày. Để cho các bạn có môi trường thực hành, có partner để mà tập luyện. Cả nhà thử nghĩ mà xem, cả nhà học ở lớp ấy, những bạn học sinh nào học ở lớp ấy, có bao giờ được luyện nghe nói không? Hay chỉ chia được từ to be, hay chỉ viết lại câu, không bao giờ chúng được nghe nói cả. Nên là cho dù có những bạn này điểm tiếng Anh rất cao, nhưng mà sau này ấy, sẽ không ai nhớ điểm tiếng Anh chúng ta bao nhiêu đâu. Chỉ mấu chốt một điều, chúng ta có nghe được không, có nói được hay không, có sử dụng hay không. Lưu ý cả nhà như vậy nhé. Và trong phần này mình sẽ mời cả nghe cả hai đoạn thoại luôn, dialogue 1 and dialogue 2 mình, và sau đó mình sẽ mời bốn bạn, một bạn dịch, hai bạn dịch đoạn thứ nhất, hai bạn dịch đoạn thứ hai, và sau đó chúng ta sẽ luyện tập hai đoạn thoại luôn trong một lượt ở trong một break room. Và lưu ý nhé, mình nhắc lại, hãy tìm mọi cách có thể lưu lại các đoạn đối thoại này đi nha, để tí nữa mình còn có cái để luyện tập nha. Ok, rồi mình mời cả nhà lắng nghe nha. Bắt đầu 3, 2, 1, go. Lesson 40, asking somebody to do something. Dialogue 1. Help me, I need a doctor. What is the problem, sir? It's problem, sir. My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Sir, I'm going to put you through to 911. Hurry, please. Stay calm, sir, and talk clearly. Dialogue 2. Dialogue 2. I need your help. What do you need?
You do know I'm getting ready to move, right? I remember you telling me. Do you mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? When? Are you busy this Saturday? I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound to you? Saturday at 10? I can do that. Lesson 41. Đó, đó là cái phần hội thoại cho được nghe. Thực ra một lần ấy, rất khó để chúng ta có thể hiểu được, tự tin chắc điều đó. Đấy. Nên là chúng ta sẽ nghe lại lượt 2 nha. Nghe lại lượt 2 đi, thậm chí nên lượt 3 nếu như các bạn mong muốn. Sau đó chúng ta sẽ dịch nha. Mời cả nhà. Lesson 40. Asking somebody to do something. Dialogue 1. Help me, I need a doctor. What is the problem, sir? My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Sir, I'm going to put you through to 911. Hurry, please. Please. Stay calm, sir, and talk clearly. Dialogue 2. I need your help. What do you need? You do know I'm getting ready to move, right? I remember you telling me. Do you mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? Are you busy this Saturday? I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound to you? Saturday at 10? I can do that. Lesson 4. Ok, bây giờ mình sẽ mời cả nhà dịch đi nha. Cả nhà hãy chủ động dịch từ độ 1 đến 2 phút thôi. Sau đó mình sẽ mời ngẫu nhiên hai bạn. Hai bạn đầu tiên sẽ dịch cái dialogue 1 trước, hai bạn tiếp theo sẽ dịch hai đoạn dialogue 2 cho mình nha. Sau khi dịch xong ấy, mình sẽ mời cả nhà nghe lại một lần nữa. Nghe và sau đó mình sẽ chia sẻ về cái kỹ thuật gọi là cái shadowing luôn, để cho cả nhà có thể luyện nghe nói tại nhà cho nó chủ động nha. Bây giờ mình mời cả nhà dịch nha. Mình sẽ mở cái dùng cái mức loa ở mức nhỏ để cả nhà vừa nghe và dịch nha. Và lưu ý sau đó mình sẽ mời ngẫu nhiên hai bạn nha. Còn một số bạn không mở kha như bạn Thua là bạn lên bạn Hiền này hay bạn Hằng nha. Mình nhắc lần cuối mình sẽ kích các bạn nên các bạn không mở kha trong 3 phút nữa nha. Và mời cả nhà dịch ạ. Help me, I need a doctor. Problem, sir. My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Right now. Sir, I'm going to put you through 911. Hurry, please. Hurry, please. Stay calm, sir, and talk clearly. I love you. I need your help. What do you need? You know I'm getting ready to move, right? I remember you telling me. You mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? Are you busy this Saturday? I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound to you? Saturday at 10? I can do that. Ok, bây giờ với cái dialogue 1. Dialogue 1 mình sẽ mời the first one, Mr. J. Mở mic nha. Và bạn một bạn là bạn này, Bùi Ngọc Diệp đi. Dịch cái dialogue 1 này, Bùi Ngọc Diệp. Rồi, Bùi Ngọc Diệp. Rồi, mình sẽ share lại màn hình. Hai bạn hãy dịch nha. Đó, J A, Diệp B. Now, start it. Cái này em sẽ đọc bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay là em dịch ra bằng em dịch ra tiếng Việt? Dịch tiếng Việt trước để cả nhà hiểu phải đã. Vâng, thì ở cái câu A này thì là bạn ấy đang cần, bạn ấy bảo là cần sự giúp đỡ, bạn ấy cần một người bác sĩ. Yes. Yep. Có vấn đề gì thưa ông? Câu tiếp theo thì là người vợ của bạn đấy. Is on the floor. Cái từ floor em floor sàn thì em biết nhà. Đó là sàn nhà thì sàn nhà. Tức là người vợ của bạn này là đang nằm ở trên sàn nhà. Yes, chính xác. My wife is on the floor.
Vợ tôi đang đã bị nằm trên sàn nhà. Ok, tiếp tục. Làm ơn thưa ông, bình tĩnh, hãy bình tĩnh để test a deep breath. Chưa biết cái phần cái cụm từ này. Deep là sâu ấy. With cái thở đầu là hít thở sâu. Hít thở sâu. Yes. Làm thưa ông, hãy bình tĩnh và thở sâu. Hít thở sâu. Rồi. Câu tiếp theo thì bạn bảo là bạn ấy cần một sự giúp đỡ ngay bây giờ. Yes, right now. Yes. Tôi đang giúp cho bạn đến 911, đang kết nối cho bạn đến 911. Yes, yes. Câu tiếp theo thì là hurry please, nhanh lên. Yes. Nhanh lên nào, nhanh lên. Hãy bình tĩnh thưa ông và nói rõ ràng. Hãy nói rõ ràng. Ok, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Ok, với cái mạch này, mời hai bạn dịch luôn cho mình đúng không? Hai này rất là ngắn. J A and Diệp B tiếp tục. Tiếp theo, câu tiếp theo thì là người này cần một sự giúp đỡ từ phía doctor đấy ạ, từ phía bác sĩ ạ. Lưu ý luôn là hai đoạn nó sẽ không liên quan đến nhau đâu. Hai đoạn nó sẽ không liên quan đến nhau. Đấy, đây là hai từ mà khác nhau. Bạn cần gì? Rồi, Diệp A, B, ok. Bạn cần gì? You do now, I'm getting ready to move. Cái câu này thì em hiểu rồi, nhưng mà... Em hiểu như nào, bạn hiểu như nào? Bạn cứ diễn giải ý hiểu của mình đã. You do know I'm getting ready to move, right? Tức là dạng như là kiểu là một cái gì đấy, sự di chuyển mà kiểu là do kiểu là biết về đường hay là về cái phương thức di chuyển để đến cái vị trí đấy. Tớ hiểu, bởi vì là mình đã từng gặp ở trong hoàn cảnh như vậy, thì trong một câu ấy mình có thể hiểu na ná hoặc là mờ mờ hiểu được nghĩa của nó nhé. Nhưng mà một trong thực tiễn cụ thể mình thì khi áp dụng vào mình nhận thấy gì, cái từ move này nó không chỉ có nghĩa là di chuyển, không chỉ có nghĩa là đi lại đâu, nó còn có nghĩa là gì? You know I'm getting ready to move, tức là gì? Bạn biết đấy, tôi đang chuẩn bị là gì? To move là chuyển chỗ ở đấy, to move di rời đi đấy, đấy. You know I'm getting ready to move, right? Đó. Bạn biết đấy, tớ chuẩn bị chuyển chỗ ở, đúng không? Là ý là gì? Họ nói cho trường này chứ gì? Tức là cái người này đã từng nói với bạn của mình về việc sắp chuyển đi rồi, đó. Ok, câu tiếp theo, B, Mộc Diệp. Tôi nhớ là bạn đã nói với tôi. Đó, đấy, đã từng nói được mà. Đó, tiếp tục, câu tiếp theo. Do you mind helping me move in? Bạn có thể bạn có thể giúp đỡ tôi để di chuyển để di chuyển không? Rồi, để to move in tức là ý họ gì muốn gì? To move in đây thì tức trong tình huống đấy, nếu như chúng ta cứ có một cái thói quen này, ngày xưa mình cũng bị thôi, tức là chúng ta bám sát vào nghĩa của từ quá, để chúng ta dịch sang tiếng Việt ấy, thì nó sẽ không thông đâu, nghe nó sẽ rất là ngang tai. Nhưng trường hợp này là gì? Do you mind helping me move in? Tức là gì? Bạn có sẵn lòng giúp tôi chuyển đồ đạc không? Move in, chuyển chỗ mới không? Đồ đạc ấy. Đấy, bạn có sẵn lòng giúp tôi chuyển đi không? Đấy, ý họ như thế. Là tiếp tục. Chắc chắn rồi. Đó không phải là một cái vấn đề. Khi nào? Rồi, câu tiếp theo thì là bạn vào cái ngày bạn có bận vào cái ngày thứ bảy đi không? Yes. Tôi không nghĩ là tôi có một kế hoạch nào. Tôi không nghĩ là tôi có cái kế hoạch nào hết. Yes. Nghĩa là chưa có kế hoạch. I'm so to you. Thế câu này nhờ thầy ấy đi, em thực ra thì rồi mình sẽ chia sẻ cả nhà câu luôn nhá. Câu này là cái câu mình bôi đậm như này. Nếu như mà cả nhà chúng ta bám sát vào cái từng từ của câu này thì nó dịch ý, thì nó sẽ rất là khó dịch đấy. How does 10 a.m. dịch được này? 10 giờ sáng, âm thanh với bạn như nào? Tóm lại câu này khi chúng ta đã hiểu gì? Tức là người ta muốn hỏi là gì? 7 giờ sáng mai, cậu kia có đến được không? Mình chỉ cần dịch cái gì? 10 giờ sáng mai được không? Hoặc là gì? 10 giờ sáng mai thế nào? 10 giờ sáng mai ok không? Đấy, mình hãy dùng cái tiếng Việt để mình dễ giải ra. Nhưng có một điều này, miễn sao là mình sẽ hiểu cái nghĩa của cái đoạn, cái câu đó. Đấy. Và sau đó mình hãy dùng cái gì?
vận dụng cái khả năng tiếng Việt của mình để nó dịch làm sao cho tiếng Việt cho nó nghe cho nó được mượt mà nhất. Chứ cả nhà nhé, đừng cố bám sát vào từng từ từng nghĩa của tiếng Anh để mà dịch. Nếu như vậy chúng ta sẽ rất khó để nói cho người khác hiểu được. À, mặc dù cho nó hiểu nhưng mà cái việc mình hiểu và nói cho người khác nghe nó là một vấn đề hoàn toàn khác nhá. How do 10 a.m. sound to you? Tức là sao? 10 giờ được không? Đơn giản vậy thôi. Nào câu cuối cùng. À, thứ bảy lúc 10 giờ thì tôi có thể làm được điều đó. Yes, 10 giờ thứ bảy. Ok, đấy. Đến dịch tiếng Việt đấy. 10 giờ thứ bảy. Ok, 10 giờ thứ bảy. Không vấn đề gì cả. 10 giờ thứ bảy tôi sẽ đến. Rất nhiều cách để cả nhà dịch nha, miễn sao là gì? Để mình hiểu. Đấy. Mọi người dùng tiếng Việt linh hoạt. Đó. Rất cảm ơn nha. Thank Jay, thank Ngọc Đẹp. Đó. Cả nhà hãy hiểu rồi. Đấy, đấy. Mình đã chia sẻ cái tip của cả nhà dịch lên. Đấy. Nên khi dịch tiếng Việt, à, tiếng Anh sang tiếng Việt là lưu ý lại nhé. Là gì? Khi mà cả nhà đã hiểu tiếng Việt rồi, à, hiểu nghĩa tiếng Việt rồi, hãy vận dụng khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta để nó dịch. Chứ đừng bám sát quá vào cái nó gọi là word by word của tiếng Anh để dịch. Nếu như vậy, nó sẽ làm cái bài dịch của chúng ta nó rất là nghe nó ngang tai nhá. Đó. Rồi, chúng ta đã hiểu hết hai nghĩa hai đoạn thoại này rồi. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe lại một hoặc hai lượt để cả nhà luyện nghe trước. Và trước khi luyện nghe ấy, thì mình đã chia sẻ cả nhà một cái tip, tip để cả nhà có thể gì để luyện nghe làm sao gì, luyện nghe và nói để có thể bắt trước người Tây nhiều nhất có thể. Nó gọi là cái kỹ thuật, nó gọi là shadowing. Nhưng mà trước khi mà shadowing là gì, mình sẽ gửi lại một lần nữa cái điện thoại lên lên khung chat cho cả nhà nha, gửi lại một lần nữa. Tại vì sao? Vì có một số anh chị mới đến, mới vào, chưa có đoạn chat. Hình như Zoom là mình không có những người mới mà vào sau Zoom sẽ không đọc đoạn chat trước đó. Và nhắc lại nhé, cả nhà hãy tìm mọi cách lưu lại đoạn chat này đi nhé, đặc biệt là những người mới. Để lát nữa, chỉ trong vòng 3 đến 5 phút nữa thôi, mình sẽ di chuyển vào những group Zoom để mình luyện nghe nói với nhau nha. Quay lại với kỹ thuật shadowing này. Chia sẻ thẳng thắn, thật thà với cả nhà nhé. Đặt cái tên là gì? Shadowing, nghe cho nó mẹ quách, nghe cho nó ghê gớm thôi. Bản chất nó là gì? Bản chất nó là sự bắt chước. Tức là sao? Các anh chị hình dung nếu như các anh chị có con cái rồi ấy. Khi mà con cái các anh chị tầm 3-4 tuổi học nói, bố mẹ nói sao? Các con nói theo như vậy. Nó chính là shadowing, nó là kỹ thuật bắt chước. Đấy. Tức là nghe người khác nói nào mình nói lại theo. Hay là một cách dân dã hơn ấy, nó chính gọi là gì? Nhại theo người ta. Đó. Nên là nó gọi là shadowing, nghe cho nó mỹ miều rồi. Nó gọi là bắt chước đấy. Bắt chước là sao? Khi mình mở cả nhà nghe một đoạn thoại này, cả nhà hãy nói ngay theo họ, nói ngay sau họ. Đấy. Mình lưu ý nhé, nói ngay sau họ ở cái thời điểm đó. Bởi vì lúc đó là gì? Cả nhà mình sẽ bắt chước được cả ngữ điệu, cả tông giọng của họ. Mình lấy ví dụ nhé, bắt chước từng từ, từng chữ, từng câu, từng cái cách lên giọng xuống giọng của họ được. Cả nhà bắt chước đủ nhiều, 10 lần, 100 lần, thậm chí 1.000 lần, cả nhà sẽ quen được cái ngữ điệu đó và cả nhà sẽ nói được theo cái đúng cái tông giọng của họ như vậy. Mình thử lấy ví dụ, mình bắt chước một đoạn thoại này, bất kỳ một đoạn nào mình mở, mình sẽ bắt chước, cả nhà nghe thử nhé. Lesson 40. Asking somebody to do something. Đó. Hãy bắt chước như vậy. Dialogue 1. Nói to rõ ràng như vậy. Help me. I need a doctor. What's the problem, sir? My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Sir, I'm going to put the food to 911. Đó. Cả nhà đã hình dung được cách nào gọi là shadowing chưa? Đó. Nó không đừng cả nhà đừng nghĩ là cái gì nó quá là cao xa ghê gớm gì cả. Nhưng vấn đề là gì? Cả nhà có shadowing được bao nhiêu lâu? Đó. Cái này 2 năm rưỡi mình không biết nói một chữ một câu tiếng Anh nào cả. Mình shadowing 2 năm rưỡi rồi đấy. 2 năm rưỡi mình shadowing rồi đấy. Mình đã làm như vậy, đang làm như vậy và sẽ làm như thế. Đấy. Những tất cả những kinh nghiệm của mình sẽ truyền đạt cho cả nhà để cả nhà. Cái quan trọng là gì? Cả nhà có thực hành được không? Đủ kiên trì với nó hay không nha. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe lại một đoạn này. Và một cái kỹ thuật shadowing tốt nhất cả nhà có thể áp dụng là gì? Cũng vừa nghe vừa nhắm mắt lại. Chỉ nghe đây và sau đó tai nghe miệng nói theo ngay luôn nhé. Lưu ý này, khi mà cả nhà bắt trước ấy thì sẽ có một số từ cả nhà sẽ bị miss, bỏ qua nó đi. Kệ nó, đừng bận tâm vào nó, bỏ qua nó đi. Tập luôn những cái phần những từ tiếp theo này nhá. Bởi vì không ai là khi bắt đầu một đoạn thoại là có thể là nói được theo họ 100% đâu. Mình sẽ bị miss khá nhiều đấy. Nhưng bắt đầu dần dần chúng ta sẽ quen dần nhá. Rồi mời cả nhà nghe lại một lượt đấy. Nghe 1 đến 2 lượt sau đó chúng ta sẽ mở vào những chia những break room để cả nhà nói nhá. Trước khi chia break room ấy thì lát nữa mình sẽ chia sẻ về cách luyện nói nghe cùng trong break room như sau nhá. Rồi bây giờ mời cả nhà lắng nghe, bắt đầu. Lesson 40. Asking somebody to do something. Dialogue 1.
Help me, I need a doctor. What is the problem, sir? My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Right now. Sir, I'm sir, going to I'm put going you to through, put to, 911. Hurry, please. Hurry, please. Stay calm, stay sir, calm, and talk sir, clearly. And talk clearly. Dialogue 2. I need your help. I need your help. What do you need? What do you need? You do know I'm getting ready to move, right? I remember you telling me. Do you mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? When? Are you busy this Saturday? I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound to you? 10 a.m. sound to you. Saturday at 10? Saturday at 10. I can do that. I can do that. Lesson 41. No. Chúng ta sẽ nghe lại một lượt nhé, một lượt nữa. Nhưng mà trước khi nghe lại, mình sẽ lưu ý là mình sẽ kick một số bạn ra ngoài. Mình chờ rất lâu rồi. Bạn Hằng này, không có cam mà sẽ kick này. Bạn Giang Lê cũng vậy. Bởi vì bên mình phải chia group Zoom mà. Nếu bạn không tương tác cho Zoom này, các bạn sẽ không học được. Và thật như các bạn có ảnh hưởng đến người khác nữa cơ. Nhưng mình sẽ kick các bạn ra nhé. Quy định duy nhất của lớp học Zoom là các bạn mở cam. Rồi, mời các bạn. Tạm biệt Hằng, mời các Hằng học ở buổi học khác nhé. Khi mình đã kick rồi, các bạn sẽ phải một tiếng sau. Một tiếng sau các bạn mới có thể các bạn trở lại Zoom được nhé. Bây giờ mình cả nhà sẽ cùng nghe lại đoạn hội thoại này nhé. Nghe lại một lượt nữa đi. Sau đó mình sẽ chia vào break Zoom. Và khi mình nhắc luôn này, tí nữa là mình chia break Zoom nhé. Thì mỗi Zoom ấy sẽ có 3 người. Mình sẽ có tầm 3 người. Cả nhà, cả 3 người hãy cùng nhau nói đồng thời nhé. Chứ đừng bị cứng nhắc quá bởi phân vai AB gì cả. Mỗi người nói một câu, người A, người B, người A, người B. Cứ mỗi người nói một câu đi, đừng chia vai. Vì nếu cả nhà chia vai ấy, thì sẽ có một người không được nói. Đây là môi trường Tùng tạo ra cho cả nhà được thực hành nói với nhau. Hãy thay nhau nói nhé. Nói hết rồi, lại quay lại nói lượt hai. Lượt hai có thể cháo vị trí đi để nói các câu khác nhau cho nó quen nhé. Và khi nói này, để nói cho hay, ngay cho Tây, mình lưu ý. Hãy làm sao nói với loại có ngữ điệu nhiều nhất có thể được. Ví dụ những câu đầu tiên, câu gì nhỉ? I need a doctor. Đừng nói I need a doctor. Nghe nó Việt Nam hóa, Việt Nam lắm. Cố gắng tự tạo một cái giai điệu cho mình. I need a doctor hoặc I need a doctor hoặc I need a doctor. Vâng vâng, cả nhà muốn nghĩ ra cách nói nào cũng được. Bởi vì cả nhà chưa nghe nhiều, thì cả nhà sẽ chưa quen đến ngữ điệu của nó. Nhưng mà cả nhà cứ tập như vậy đó. Tập cho nó quen đến việc là luyến lấy đó. Tiếng Anh là ngôn ngữ nó gọi là musical language, tức là ngôn ngữ nó có tính âm nhạc, nó có lên xuống. Người nước ngoài họ nói chuyện luôn luôn là như vậy. Tiếng Việt nó có một sự khác biệt hoàn toàn gì, nói nó cứ bằng. Cô ơi cho cháu bát bún, đúng không? Ăn sáng thì nếu người ta nghe câu đó người Tây nói, cô ơi cho cháu bát bún, bao giờ họ cũng nói có ngữ điệu như vậy. Đấy điệu khác biệt hoàn toàn. Đấy. Lý do mà người Việt nói tiếng Anh không hay là vì chúng ta nói tiếng Việt, tiếng Anh nó không có trọng âm, nó không có ngữ điệu. À. Nên cả nhà hãy chủ động như vậy nhé. Và cái tip tiếp theo để khi mà lát nữa cả nhà luyện nghe nói cho hay đó là gì? Một cái tip này bạn, ai muốn nói hay cũng phải có đó là gì? Nói thật to, rõ ràng, tròn vành, rõ chữ ra. Miệng há to thôi mình nhé. Chứ không ai nói tiếng Anh hay được bằng cách cứ mấm môi mấm miệng nói how many doctor, không có đâu. Cả nhà phải nói to ra thì cả nhà mới kích hoạt được những cơ miệng mà cả nhà chưa bao giờ được nói cả nhá. Đây là một số tip mình đã chia sẻ với cả nhà để cả nhà luyện nói cho nó hay nhá. Ok. Bây giờ mình sẽ lượt nghe cuối cùng. Sau lần này mình đã chia group Zoom, mỗi Zoom sẽ có 3 người, đó. Thậm chí sẽ có thể có Zoom có 4 người, đó. Thì cả nhà nhớ nhé, mỗi người một câu, đó, cùng nhau nói nhé. Bạn nào chưa được nói, cứ mở mic và lên tiếng trong group Zoom để nói. Và điều cuối cùng nhắc lại, hãy tìm cách lưu đoạn thoại lại đi nhé. Ok, mời cả nhà lắng nghe, lại lần nữa. Lesson 40, asking somebody to do something. Dialogue 1. Help me, I need a doctor. What is the problem, sir? My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Right now. Sir, I'm going to put you through to 911. Hurry, please. Stay calm, sir, and talk clearly. Dialogue 2. I need your help. I need your help. What do you need? What do you need?
You do know I'm getting ready to move, right? What? I remember you telling me. Do you mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? When? Are you busy this Saturday? I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound to you? Saturday at 10? I can do that. Lesson 41, on the campus. Ok, rồi mình sẽ vào kích hoạt với Zoom nha. Ok, everyone please move on your workroom now. And remember, talking, open the mouth and speak loud. Cả nhà nhớ nhé, nói thật to lên và mở rộng miệng nhé. Bắt đầu mời cả nhà vào workroom. Thu Uyên, Huyền vào với Zoom nào. Thu Uyên có vào với Zoom không? Vitaly vào với Zoom nha. Moon. Nào anh hỏi là tại sao mình không vào với Zoom nào? Thu Uyên có vấn đề gì với lại loa mic thì không mà không tương tác. Nếu không tương tác là không nghe thấy anh đúng không? Hoặc là anh không ở đó, anh sẽ kích em ra ngoài nhá. Anh có thể mở mic lên để em nói, bởi anh đã cài đặt cho em mở mic rồi. Rất tiếc em đã không học ở đây, anh sẽ kích em ra ngoài nhá. Chào em buổi học tiếp theo. Bye, see ya. Bảo Trâm mới vào à hay là thoát khỏi với Zoom rồi? Mở mic lên chú hỏi nào. Với chị với thầy. Em vừa mới sang phòng khác ạ. Quay lại đi nha, anh mời Trâm lại vào lại phòng khác đi nha. Và nói đi nha. Ở đây sẽ không ai Zoom đâu, anh cũng vào các phòng nhỏ đây. Sir, please calm down, take a deep breath. I need some help. Sir, I'm going to put you through to 911. Hurry, please. Stay calm, sir, and talk clearly. Okay. Down walk to Ngọc Linh, hai anh bé nhé. I'm you. Saturday at 10, I can do that. Yes. Rồi, về qua đoạn đầu. Đó, đoạn đầu thì để cho nó trước à. Help me. Help me, I need a daughter. What is wrong, sir? My wife is on the floor. Sir, please, calm down, take her on the floor. Wait. I need some help right now. Sir, I'm going to pass your route to 911. Henry, please. Stay calm. Sir,
and talk freely. Thường, thường thường nói cái dialogue one đi. Need to move, right? I remember you telling me. Do you mind helping me a moving? Sure, that shouldn't be a problem. When? Are you busy that Saturday? I don't think I have a plan. Any plan? How does 10 a.m. start to you? Saturday at 10, I can do that. Okay. Help me. I need a doctor. What is the problem, sir? My wife is on the floor. Sir, please. What do you need? You do know I'm getting ready tomorrow, right? I remember you telling me. Do you mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? Are you busy this Saturday? Kể đến cái đoạn này, quên chụp mất rồi. Ok, đổi lại đi. Help me, I need a doctor. I need some help. I need a doctor. What do you need? What do you need? Này Quý nhỉ? Dạ. Cái từ need, từ muốn đấy nó sẽ là chữ y dài thì mình đọc hơn. Theo mình thì bởi vì mình vẫn theo những cái gì mình còn nhớ thì từ đấy mình sẽ đọc là need. Tức là kiểu nó kéo hơn cái phần chữ y dài. Need. Y dài. What do you đạt, need? Đúng không? Phải không? Ở đây. Phải không? Đạt. Và... Đúng rồi. Ok, các bạn mới vào hãy chờ nhá. Hãy chờ các bạn đang thực hành trong break room ra bây giờ nhá. Lesson 40, asking somebody to do something. Rồi, cả nhà chờ một chút nha các bạn, cho các bạn ra hết đây, mình đã chia sẻ với các nhà về cái đoạn hội thoại vừa rồi. Mình đã qua được một số breakthrough nè. Chờ một chút nữa, xem bao giây nữa. 20 giây nữa. I need some help right now. Sir, I'm going to put you through to 911. Hurry, please. Be calm, sir, and talk. I love to. Need your help. What do you need? You do know I'm getting ready to move, right? I remember you telling me. Do you mind helping me move? Rồi, cả nhà ra hết rồi đúng không? Sure, that shouldn't be a problem. Rồi, cả nhà. Mình đã qua được một số breakthrough của cả nhà để nghe cả nhà nói. Và sau đây sẽ là một số những góp ý của mình để cả nhà có thể nói hay hơn nha. Có một số từ thôi thì mình sẽ cả nhà nắm mắt, ví dụ như mình nhớ cho dù mình có qua một cái dù nó của một bạn là bạn Luyến thì phải. Và cả nhà lưu ý nhá, Luyến nói riêng và cả nhà nói chung lưu ý cái từ này này, cái từ move này này. Đấy. Nó không phải là move vào đâu nhá. Đấy. Nó chỉ là move thôi nha. À. Đó. Nó giống như kiểu từ have ấy, giống từ này này. Đây nó giống từ này. Hai từ giống nhau. Thói quen cũ, thói quen ngày xưa kể cả bản thân Tùng ngày xưa vậy đâu. Tùng luôn đọc là have. Không phải đâu. Cái từ have này chỉ đọc là have khi mà chỉ khi đằng sau là một từ er này, nối âm vào nhau. Đây này have.
Còn nếu từ này đi một mình nó chỉ là have, nó có một cái ending sound là thôi. Đó. Từ move cũng vậy, phải nhớ lưu ý nhé. Move chứ không phải là mover nhé. Nếu mover cả nhà phải mở miệng thôi rồi. Have cả nhà phải mở miệng của nó chữ và đúng không? Have còn đây này, miệng đóng mà. Have lưu ý điều đó nhé. Em lưu ý. Và một điều tiếp theo đó, cũng có một số break zoom, một số các anh chị cũng chỉ với nhau nhé, để luyện nói cho tốt hơn, rất là tốt. Đấy. Có thể là về cái kinh nghiệm truyền đạt thì mình cần luyện tập thêm, nhưng mà đó là một điều rất phấn khích nhé. Còn một điều này, để nói cho hay, nhớ lưu nhé. Để nói cho hay thì sẽ có một số tip. Cho nên một cái tip mà mình luôn nhắc mọi người là gì? Trong câu hỏi, với câu hỏi nhé. Người nước ngoài sẽ luôn luôn lên giọng ở cuối câu, lưu ý nhé, luôn lên giọng ở cuối câu. Mình lấy ví dụ như là những câu gì nhỉ? Câu What do you need thì này, đấy. Đấy. Ngày xưa mình hay Tùng hay bị nói là What do you need hay từ What lên trước, nhưng không phải đâu, nó chỉ là What do you need, What do you need. Đó lưu ý điều đó nhỉ? Những từ ở cuối câu họ đều lên giọng. Trong văn nhân loại thảo dược có rất là nhiều câu hỏi đúng không? Rất nhiều câu hỏi, ví dụ như câu như là câu Do my help me to move in đấy, họ tỏ lại to move in, họ lên một giọng một cái nhá. Hãy nhớ tất cả các câu hỏi, cả nhà hãy cố gắng lên giọng ở cuối câu cho mình nhá, thì sẽ giống người nước ngoài hơn. Đó. Và có những cái câu ví dụ những và có những cái kiểu phát âm, ví dụ như trong câu này mình có qua một cái break zoom, không nhớ là zoom nào nữa. Cả nhà có thắc mắc về cái câu what you need đấy, là cái từ need nó dài ra, là do mình lên giọng cuối câu đấy. Còn về kiểu phát âm ấy thì cả nhà cần tập nhá. Mình nhắc đi nhắc lại điều đó trong tất cả các buổi học. Nếu cả nhà muốn học giao tiếp tốt ấy, phải lấy học phát âm làm gốc dễ. Tại vì sao? Bởi vì trong tiếng Anh ấy, chúng ta để nói được hay, chúng ta sẽ phải kích hoạt rất nhiều những nhóm cơ miệng, cơ lưỡi mà trong tiếng Việt chúng ta không bao giờ có cả. Nếu chúng ta không học được điều này, chúng ta sẽ không bao giờ nói được tiếng Anh hay đâu. Nghiêm túc ấy. Và chính trải nghiệm của mình. Mình đi học giao tiếp nói riêng này, học phát âm tiếng Anh nhé. Mất rất nhiều công sức, thời gian, mất nhiều tiền nữa, mình đúc rút lại được như thế. Nếu như cả nhà cứ dùng mãi bộ âm tiếng Việt để chúng ta nói, thì mãi mãi chúng ta chỉ nói được là What do you need? What do you need? What do you need? Nghe nó rất là Việt Nam. Chúng ta sẽ rất khó để nói được một câu tạo nên phản xạ là What do you need? Không bao giờ có. Rất khó để cả nhà luyện tập được điều đó. Lưu ý điều đó nhé. Hãy lấy phương làm chuẩn. Tùng nói ở đây là gì? Là mình chia sẻ bằng chính trải nghiệm của Tùng. Rất thẳng thắn, thật thà. Chứ Tùng không mời bất kỳ ai học phát âm với Tùng cả. Mỗi cà phê của Tùng chỉ nhận 6 người thôi. Đấy. Còn tháng 5 mới mở cơ, giờ đang dạy rồi. Đấy. Mà đã có rất nhiều người đăng ký rồi. Mình không mời bất kỳ ai học với mình. Mình chia sẻ về cái hành trình của mình trước. Ừ, ngày xưa mình nói tiếng Việt, còn nói tiếng Anh còn kém các bạn bây giờ. Mình còn không biết nói mà. Đấy, bằng chính trải nghiệm của mình đấy. Cả nhà hãy tìm một chỗ nào đó học phát âm thật chuẩn nhá. Thật chuẩn và đặc biệt là gì? Phải có người nhìn các bạn, sửa âm, sửa lưỡi cho các bạn nhé. Chứ nếu chỉ học qua video thì đừng học. Đấy. Và lưu ý đừng cố gắng tìm những khóa học phát âm mà giờ họ dạy họ rẻ 200-300 nghìn, đừng cố gắng như vậy, thật sự nghiêm túc đấy. Bởi vì rất nhiều học viên chia sẻ với em, với lại Tùng rồi, em học những khóa đó em thấy rẻ, đăng ký học nhưng học xong cũng không tác dụng cả, vì họ không sửa âm cho em, họ để cho em xem lại video thôi, và điều đó nó không có tác dụng. Nên lưu ý nhé, nó không có tác dụng cho việc học phát âm nha. Học phát âm là phải được thực hành, được luyện nghe, luyện nói, và đặc biệt là gì, phải được có người có trình độ phát âm cao hơn các bạn nhìn ra, chỉ cho các bạn cái lỗi của các bạn và các bạn sửa nha. Đó là điều tiên quyết. Đó. Bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe lại đoạn thoại một lượt nữa để cả nhà gọi là sharing lại một lượt nữa, bắt chước lại một lượt nữa. Sau đó mình sẽ nghe thông sang hồi đoạn tiếp theo ở cái lesson 41 này, cái on the campus này nha. Đó. Và mình lưu ý lại nha. Cứ bạn nào mà tắt cam thì mình sẽ kích nhé. Quy định duy nhất của lớp học này là mở cam. Bạn Quỳnh, bạn Sơn, bạn Hằng, bạn Khôi mở cam cho mình nhá. Nếu không mình sẽ kích nhá. Đó là điều duy nhất. Bất kể bạn nào tắt cam mình sẽ kích. Đó là điều duy nhất. Đó. Cả nhà phải hiểu một điều này. Nếu như bây giờ mình cũng nói chuyện với các bạn, mình cũng có động tác như này. Đấy. Các bạn chỉ nói với một cái bức tường thôi. Thứ nhất là mình không có cảm xúc. Mới đầu giao tiếp mà. Giao tiếp là phải đối thoại với nhau, là phải có cảm xúc. Cái thứ hai gì? Là trong quá trình mà mình ví dụ giả sử mình đang tắt cam đi, mình có thể mình cầm điện thoại hoặc là mình đọc sách gì đó, mình làm việc riêng. Và như vậy nó liên quan đến chính cái hiệu quả học tập của các anh chị đâu, nó sẽ không hiệu quả đâu. Đó. Quy định duy nhất của lớp học này là phải mở cam, lưu ý nhá. Và khi nào các bạn thấy ai tắt cam mình cứ kích nhá. Đấy là điều mình sẽ nhắc lại như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng nghe lại hội thoại nhá, mà mình lưu ý sẽ nghe thông sang cái lesson
4 to 1 luôn nhé. Và trong quá trình cả nhà nghe mình sẽ copy và paste cái hội thoại của phần tiếp theo cho các bạn nhé. Rồi mời cả nhà lắng nghe lại từ đầu. Bắt đầu. Nghe và bắt chước luôn nhé. Lesson 40. Asking somebody to do something. Ask somebody to do Dialogue something. Dialogue 1. Help me. I need a doctor. What is the problem, sir? My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Sir, I'm going to put you through to 911. Hurry, please. Stay calm, sir, and talk clearly. Dialogue 2. I need your help. What do you need? You do know I'm getting ready to move, right? I remember you telling me. Do you mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? When? Are you busy this Saturday? I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound to you? Saturday at 10? I could do that. Lesson 41. Right, on the campus. One. 41. Maria? Oh, Laura, Linda, good morning. Whoa, you look stunning today. Thanks. What do you think? Does it look good? Perfect. It fits you, and you look very pretty in it. I agree. It really suits you. Why do you want to buy a dress anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party, and I want to look my best. Great. Would you like to have lunch with us? Well, what shall we eat? What shall we eat? How about eating pizza? There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Sounds great. Let's go together. Let's go together. Lesson 42. Đó, cho nó vừa nghe cái lesson 41. Cả nhà có nhớ là những cái từ, ví dụ từ 21 này, 31 này, 41 này, 51 này. Ngoài cách gọi là 41 nha, còn một cách gọi khác. Cả nhà có biết cách gọi nào? Nếu cả nhà biết thử gõ vòng chat cho mình xem nào. Có biết cách gọi này không? Hoặc nếu ai biết đấy thì giơ tay. Mình thấy mình sẽ mời các bạn mở mic để có một cách gọi khác. Đấy. Cái này là chỉ có gì? Mình nghe nhiều, mình luyện nghe nhiều, mình gặp nhiều mình biết. À, hoặc còn một cách gọi khác nữa cả nhà. Đấy. Rồi, mình sẽ chia sẻ cả nhà về cái cách gọi này nha. Đấy. Với những từ, đặc biệt những từ này. Ví dụ như là 21 này, 31 này, 41 này, vân vân. Ngoài cách gọi thông thường là 41 đúng không? 41. Đấy. Còn một cái gọi khác cả nhà. Là cái gọi này. Forty first. Rất là hay. Ngày đầu mình gặp cái này họ nói rất là hay. Đấy. 31 cũng vậy. 31st. Đó, mình đã được gặp à. Rất rất là hay. Cả nhà có nhớ là trong một cái buổi đã từng có trong buổi hội thoại nào đó. Đó. Trong buổi hội thoại nào đó mình có nhớ có chia sẻ cả nhà về cách gọi của cái từ nào nhỉ? Của những từ a. À, ngày 1 tháng 1 đấy. Đấy, có một phần mình đã dạy cả nhà rồi. Có một đoạn hội thoại có một tình huống như vậy. Họ bảo họ sinh ngày 1 tháng 1 đấy, năm 2022 đấy. Đấy. Năm 2002. Vậy mùng 1 1 2022 cả nhà họ nói nào? Họ không nói từ số 1 là first, họ không nói từ tháng 1 là January nữa mà họ nói là gì? Họ nói là gì? 2022. Đó. 22nd. Rất hay. Chỉ có các cả nhà nghe nhiều, luyện nhiều, cả nhà va chạm nhiều, cả nhà sẽ nên có rất nhiều cách họ nói rất là hay. Nên trường hợp này nhá, ví dụ mình lấy ví dụ này, những cái câu như 42 này, 52 này, vân vân, còn những câu 43 này, 53 này, vân vân, 63 vân vân, cũng đang có thêm một cái gọi nữa. Ví dụ 42 gì 42nd, 52 gì 52nd, 52 đúng không? Đấy, 43 gì trong số thứ tự có được 43rd. Đó. Đó nhá. Nên là khi đi vào văn nói giao tiếp của nhà, họ nói đa dạng lắm. Và cách duy nhất cả nhà lưu ý lại nhé,
cách duy nhất để cả nhà có thể là gặp nó, cả nhà không bị lạ lẫm gì. Mình nghe được nhiều thôi, mình gặp va chạm nhiều mình sẽ được, mình sẽ quen. Hoặc là gì, nếu như mà đây vào học Zoom với Tùng, Tùng biết cái gì Tùng chia sẻ để cả nhà nhớ. Nhưng mà Tùng thật sự nói thật nhé, thẳng thắn thật thà nhé, nhớ bây giờ ấy, cái Tùng chia sẻ cả nhà sẽ thấy rất thú vị. Nhưng thực ra chỉ nhớ là kiểu là chỉ nhớ ngắn hạn thôi. Chỉ khi nào cả nhà gặp tình huống cụ thể hoặc cả nhà tự khám phá ra điều đó thì lúc đó cả nhà sẽ nhớ rất là lâu, nhớ rất là sâu. Tại vì như vậy nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà nghe lại hội thoại này là một nữa. Đó. Và mình sẽ luyện dịch từ như đoạn trước nha. Mình lại lưu ý lại là cái phần chat này mình đã gửi cho cả nhà trên khung chat rồi nha. Cả nhà hãy chủ động tìm mọi cách lưu hội thoại lại đi. Để lát nữa mình còn lại vào break room mình luyện tập tiếp nha. Đó. Rồi, nghe lượt này đi. Sau đó mình sẽ mời hai bạn sang Zoom dịch nha. Rồi, mời cả nhà nghe lại lượt 41st nha. Không phải 42nd, à không phải 41 nha. 41st. Now, let's go. I can do that. Lesson 41. On the campus. On the campus. Maria? Oh, Laura, Linda. Good morning. Whoa, you look stunning today. Thanks. What do you think? Does it look good? Perfect. It fits you, and you look very pretty in it. I agree. It really suits you. Why do you want to buy a dress anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party, and I want to look my best. Great. Would you like to have lunch with us? Well, what shall we eat? How about eating pizza? There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Sounds great. Let's go together. Lesson 42. In the library. I can do that. Lesson 41. Lesson 41. On the campus. On the campus. Maria? Maria? Oh, Laura, Linda, good morning. Good morning. Whoa, you look stunning today. Thanks. What do you think? Does it look good? Does it look good? Perfect. It fits you, and you look very pretty in it. I agree. It really suits you. Why do you want to buy a dress anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party, and I want to look my best. Great. Would you like to have lunch with us? Well, what shall we eat? How about eating pizza? There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Sounds great. Let's go together. Let's go together. Okay. 1 phút cho cả nhà dịch. 1 đến 2 phút cả nhà dịch. Và sau mình sẽ mời ngẫu nhiên hai bạn dịch nhá. Bắt đầu dịch nhá. À, cả nhà dịch đi nhá. Ok, để mình sẽ cài đặt một cái bỏ mic cho cả nhà. Trong hội thoại này mình sẽ mời đây chắc là anh này chắc là anh của em rồi. Anh Lộc Bùi này, A này.
và một bạn nữa. Một bạn nữa. Bạn nào nhỉ? Có bạn nào nhỉ? Bạn Layla này này. B này, hai bạn mở mic dịch cho mình nhé. Rồi mình share lại màn hình. Bắt đầu. Maria. Maria. Ok, bắt đầu ạ, tiếp tục. Ok. Laura, chào buổi sáng nha. Wow, bạn hôm nay thật là tươi tỉnh. Em nghĩ nó không phải là tươi tỉnh. Rồi, ok, không sao cả, không sao. Chúng ta cứ lướt để tí lên mình sẽ phân tích lại cho. Đây, anh sẽ phân tích. Rồi, tiếp tục. Cảm ơn nha. Bạn nghĩ sao? Nhìn nó ổn không? Tuyệt vời, hoàn hảo. Cái gì đó, bạn và tôi và bạn rất là xinh khi mặc nó. Có một bạn khác thì bạn nó sẽ trả lời là đúng vậy, nó thực sự là phù hợp với bạn. Yeah. Tôi... Tiếp tục A nào. Tại sao bạn muốn mua một cái váy? Tôi đang chuẩn bị tham dự sinh nhật thứ 27 của anh trai tôi. Tại tôi muốn tôi nhìn thật là tốt. Nhìn thật xinh, đúng không? Thật xinh. Tuyệt. Bạn có muốn dùng buổi tối với chúng tôi? Bữa trưa anh ạ. Bữa trưa với chúng tôi. Bữa trưa, ok. Được thôi, chúng ta sẽ ăn gì? Bạn nghĩ sao về pizza? Có một tiệm mới ở gần trường học vừa mới mở. Ok. Và nó đang có chương trình giảm giá. Yes. Nghe khá là hay ho. Nghe hay á. Được, chúng ta phải đi cùng nhau. Ok. Cảm ơn hai anh em đã giúp mình đổi lại này. Cơ bản là đều toát ra ý của lại rồi. Mình sẽ đi lại một lượt, sẽ lướt lại một lượt để cả nhà hiểu nghĩa sâu hơn nha. Đấy. Ok này, đầu tiên cái từ stunning today, she looked stunning today này. Chính xác hơn ấy, từ nào nó sẽ, cả nhà sẽ hiểu nó nghĩa như kiểu là trông thật rực rỡ, trông thật lung linh, trông thật xinh đẹp. Mình sẽ phân tích từ nhé. Bây giờ mình sẽ phân tích một cái từ này cho cả nhà để cả nhà biết cách làm thế nào để hiểu một từ. Để cả nhà sẽ không bị là gì, bị giới hạn nghĩa của từ đó là gì. Cứ beautiful là xinh là đẹp nữa. Này. Với từ stunning này, cả nhà hãy dùng từ điển của mọi từ điển. Đó từ điển Oxford Dictionary, cả nhà từ search nó nha. Stunning. Đây. Mình sẽ thị phạm cả nhà xem luôn. Đây. Từ stunning. Đâu nhỉ? Đây. Đây là cái từ điển Oxford mình đã chia sẻ trong rất nhiều buổi học rồi nhá. Cả nhà có thể truy cập vào trang này bất cứ lúc nào. Hoàn toàn free. Cả nhà nếu như chưa nhớ thì xem lại những buổi học khác của mình đã chia sẻ hoặc là vào trong những bài viết ghi mình có chia sẻ nhé. Ví dụ với từ này. Cách để cả nhà hiểu một từ. Đây, cả nhà hãy dùng cái công cụ này. Đây, cách đọc đây. Cái từ nó khá là, nó ở cấp độ B2 cơ. B2 là một cấp độ là khó đấy. A1, A2, B1, B2, C1, C2. Đây, cấp độ nó khá là khó. Và đây này, chỗ này mới chỗ mà cũng quan tâm này, cái nghĩa của nó này. Nghĩa nó có mấy nghĩa cơ. Hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là gì này. Extreme, attractive or impressive. Tức là sao? Cực kỳ là gì, nhìn rất là cuốn hút và nhìn rất là ấn tượng đó, với cái nghĩa của đây. Và bây giờ cả nhà hãy thử xem nào, những từ nào của tiếng Việt với nghĩa như thế, từ nào của tiếng Việt có nghĩa là gì, cực kỳ là cuốn hút, cực kỳ ấn tượng này. Nó có thể gì, nó có thể xinh đẹp, nó có thể lung linh, nó có thể lộng lẫy, nó có thể rực rỡ, đúng không? Đấy. Nên là cái câu này she looks stunning today, cả nhà muốn dịch nào cũng được, cả nhà thích dịch nào dịch là tùy cả nhà, bởi vì lúc này là gì, cả nhà đã hiểu nghĩa của nó rồi. Nghĩa nó là gì? Cực kỳ ấn tượng, cực kỳ cuốn hút. Cái này có thể gì cái gì? Trông bạn thật lộng lẫy ngày hôm nay, trông bạn thật lung linh, trông bạn thật rực rỡ, trông bạn thật tỏa sáng ngày hôm nay. Đó. Và khi đó cả nhà sẽ dùng tiếng Việt rất là linh hoạt nhá. Cả nhà dịch câu này sẽ rất là hay. Đó, rất là hay. Chứ nếu như cả nhà chỉ dùng một cái từ điển Anh Việt thôi nhá, đọc một từ họ dịch ra cho mình luôn là gì tươi tắn gì đó thì cả nhà sẽ bị giới hạn từ đó rất rất là nhiều nhá. Và cả nhà sẽ rất là khó để dịch cho nó hay được. Đó. Cái nghĩa thứ hai của từ stunning này, cách đọc mẫu này. Stunning. Đó, stunning cho một nha, stunning lưu ý. Cách đọc thứ hai, nghĩa thứ hai này, cái gì đây? Ngành nghĩa này nó ở cấp độ C1 cơ, cấp độ khó hơn này.
that surprised or shocked you very much. Tức là gì? Nó gây gì nhỉ? Rất là ngạc nhiên và gây sốc cho bạn rất là nhiều. Đó. Những từ này nếu như cả nhà chưa biết nghĩa của nó nhé. Lại dùng công cụ khác cho mình. Đây, nếu chưa biết nghĩa của nó, không sao cả. Lại dùng công cụ, đó là công cụ Google dịch cho mình. Copy paste ra vào đây để xem nghĩa gì. Nếu cả nhà chưa biết gì thì xem đúng phải thế không? Đúng rồi, đây này. Điều đó làm cho bạn ngạc nhiên hoặc sốc. Này, câu mẫu này. Anh ta đã phải chịu một thất bại đáng kinh ngạc trong cuộc bầu cử. Đấy. Đấy. Hoặc là thất bại bất ngờ đấy. Đấy. Nó gây cho mình ngạc nhiên hoặc sốc mà. Đó, đó là hai cái nghĩa của từ này, của từ stunning này. Đó. Và khi chúng ta đã hiểu nghĩa của nó rồi, hiểu bản chất nghĩa rồi, chúng ta hãy dùng những từ tiếng Việt nào có nghĩa như vậy để cho mô tả nó. Nó sẽ rất là tuyệt vời nhé. Và nó sẽ làm cho các bạn cái kỹ năng dịch của bạn nghe rất là hay. Lưu ý như vậy nhé. Đó. Rồi, được câu nào nhỉ? Đây, có hai cái từ giống nhau này. Mà nãy anh Lộc Bù có dịch này. It fits you, anh chưa phân biệt được này. It fits you tức là gì? Nó hợp với bạn. Nó vừa vặn với bạn. Fits you. Nó vừa vặn với bạn, nó hợp với bạn. Đấy, nó vừa với bạn hơn. Đấy. Và bạn trông thì chỉ look very pretty in it. Bạn trông rất là đẹp khi mặc nó. Cái câu này, it really suits you. Cũng vậy. Suits you cũng là nghĩa cũng như vậy thôi. Cũng hợp với bạn nha. Còn chỗ nào này, từ nào cần nữa không? Nhìn là hết rồi đấy. Hết rồi. Và trước khi mà cả nhà nghe lại, dịch lại, nói với nhau thì mình phân tích một cái từ này. Có một từ này, từ bánh pizza này. Sẽ rất nhiều người nói cái từ này là pizza đúng không? Nhưng mình lưu ý từ này nha. Cả nhà nhớ cái phát âm của này. Pizza. Nhớ nhá. Pizza. Khi mà Văn nói, tí nữa cả nhà nói how about eating pizza? Chứ đừng nói là how about eating pizza nhá. Đừng nói thế. Thế nó tiếng Việt Nam đó nha. Khi chúng ta học tiếng Anh, chúng ta hãy cố gắng bắt chước họ như có thể nha. Đấy. Nhắc trước từ đời nha, tí nữa cả nhà luyện nói nha. Nhớ đó là pizza, chứ đừng nói pizza nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở lại cái hội thoại này. Cả nhà nghe nha. Còn ai mà cô chưa lưu được hội thoại thì nhớ lưu lại nha. Đó, mình sẽ mở lại, mời cả nhà luyện. Nghe và shadowing đi. Sau đó mình sẽ mời cả nhà cùng nhau vào với Zoom lần nữa và thực hành nha. Bắt đầu. I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound? 10 a.m. suits you. Saturday at 10? Saturday at 10. I can do that. I can do that. Now, what does sound? Lesson 41. On the campus. Maria? Maria? Oh, Laura. Oh, Linda. Laura. Good morning. Good morning. Whoa, you look stunning today. Thanks. What do you think? Does it look good? Perfect. It fits you, you look very pretty in it. I agree. It really suits you. Why do you want to buy a dress anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party, and I want to look my best. Great. Would you like to have lunch with us? Well, what shall we eat? How about eating pizza? There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Sounds great. Let's go together. Let's go together. One more time, please. One more time. I can do that. Lesson 41, on the campus. Maria? Oh, Laura, Linda, good morning. Good morning. Whoa, you look stunning today. Thanks. What do you think? Does it look good? Perfect. It fits you and you look very pretty in it. I agree. It really suits you. Why do you want to buy a dress anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party and I want to look my best. Great. Would you like to have lunch with us? Well, what shall we eat? How about eating pizza? There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Sounds great. Let's go together. Lesson 42. Okay, everyone, move on to our back room now. And remember, open the mouth and speak louder, as louder as you can. Cả nhà di chuyển vào bước chung nhá. Luyện nghe nói liên tục nhá. Bắt đầu.
Các bạn ở ngoài này không vào Zoom là các bạn không học đúng không? Ngọc Linh này, Gia Luyến không vào Zoom này, Ngọc Sơn này, Bảo Trâm này, các không học đúng không? Mình sẽ mời các bạn ra ngoài nha, để học buổi sau nha. Bảo Trâm 32 có vào được Zoom không? Mở mic cho chú hỏi nào. Không ạ. Tại sao không vào Zoom? Nào, Zoom 5. Vào Zoom đi. Trần Hằng đang không ở đây rồi. Gia Luyến có học được không? Dạ được thầy, mà không có đoạn cát thầy. Em không lưu lại à? Em mới vô lại thầy. À mới vô lại à? Ok. Bây giờ anh gửi, bây giờ anh sẽ gửi người em vào một Zoom đã đi. Vâng. Rồi bây giờ em vào Zoom 7 đi. Xong là anh em vào đó ngay lập tức đi. Anh sẽ theo em và anh sẽ gửi vào đó gửi đoạn chat cho em nhé. Vào đi. You look very English. I agree. Okay, you speak C. Yeah, keep on. Why do you want to buy a wrist anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party and I want to look my best. Wait, would you like to have a lunch with us? Well, what shall we eat? How about if it's pizza? There are new store noodles for that just and the harvest can sell. Sounds great. Let's go together. Okay, let's go. So this turn will be Lin Chi with Zha Luyến. Is that okay? I'll be silent for a little bit. Bạn kia đâu rồi? Bạn kia có nói dạ. Không? Dạ có. Bạn nói đi. Bạn nói đi. Bạn nói với anh trước đi. Shut up, open. And he's having a sale. So right. Let's go together. Yes. Okay. Okay. When again? Well, it's enough time. Much enough time. I don't think so. Now let's practice right now. Let's practice right now. It's time to practice now. Not how many is it enough now? Let's start it. Gotcha. What is your favorite subject in school? At school, what is your favorite subject at school? Next, yeah, but I don't favorite know what subject for English. Thật ra thì anh cũng hiểu nhưng mà and it having a sale. So right. Let's go together. Okay. I'm A. You speak Maria. Oh, Laura, Linda, good morning. Wow, you look stunning today. Thank you. What do you think? It look good. Perfect. It's with you and you look very pretty in it. I agree.
It really suits. Welcome back. Cả nhà đã quay trở lại rồi. Mình đã qua là một số break room để xem cả nhà nói. Có một số break room thì cả nhà luyện nói đối thoại. Có một số break room cả nhà luyện nói tiếng Anh giao tiếp đời thường với nhau. Rất là tốt, mình rất khuyến khích điều đó. Đây là môi trường để đang nói. Nhưng mình đã gặp một break room này có chờ như vậy. Tức là gì? Một bạn hỏi, what is your favorite subject in your class? Vân vân, những câu đại loại như vậy. Người nghe là người bên cạnh làm sao? Hiểu câu đó. Nhưng cả nhà biết sao? Không thể nói được bằng tiếng Anh. Không thể trả lời được là tớ thích môn toán, tớ thích môn tin hay tớ thích môn văn học gì cả, đúng không? Đã bao nhiêu người trong chúng ta đã từng gặp tình huống như thế? Có, chắc chắn là có. Gặp Tây hỏi đường cũng vậy, biết rẽ phải rẽ trái thế nhưng không thể ngồi dặn ra chữ nào nói với họ được. Tại vì sao? Tại vì chúng ta chẳng bao giờ được luyện nghe nói cả, đúng không? Nên đây là môi trường để em luyện như thế. Không biết bao nhiêu là đủ đâu cả nhà. Chỉ cần một câu, là câu siêu lấy nào đây, cả nhà có luyện hàng nghìn lần mới nói được câu nó trơn miệng được, thật sự đấy. Nếu không cứ see you later mãi, không bao giờ nói, nó sẽ không hay đâu. À, chỉ có cách là gì? Luyện thật nhiều, nghe thật nhiều, nói thật nhiều, va chạm đủ nhiều thì cả nhà mới nói được thôi. À, đấy, đó. Bạn nào ở trong cái Zoom rồi, đó là một cái trải nghiệm cho các bạn đấy. Nghe, hiểu, nhưng ngồi nghĩ, ngồi nặng, ngồi dặn, không ra được một chữ để nói lại với lại người nước ngoài bằng tiếng Anh. Đó. Đó là những trình tự về học ngoại ngữ chúng ta sẽ phải trải qua. Phải rèn luyện thật nhiều nhé. Bây giờ sẽ tiếp tục là một cái hội thoại nữa. Mình sẽ cố gắng nốt hội thoại này nhé. Để phải rèn luyện thêm. À, để sau này đến lúc mình gặp những tình huống như vậy, mình sẽ không bị bí từ nữa nhé. Đó, mình xem nào. Đây, lesson 40 second. Yeah. 40 second hoặc là 42. À, mình sẽ gửi vào chat này. Đây, cả nhà nhé, lại tìm mọi cách lưu hội thoại đấy nhá, để lát mình còn nghe để nói nhá. Lượt nghe này mình sẽ nghe lại cái lượt vừa rồi, cái hội thoại ở cái lesson 41, sau đó nghe thông sang nhá. Bắt đầu mời cả nhà lắng nghe. On the campus. On the campus. Maria? Oh, Laura, Linda, good morning. Whoa, you look stunning today. Thanks. What do you think? Does it look good? Perfect. It fits you, and you look very pretty in it. I agree. It really suits you. Why do you want to buy a dress anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party, and I want to look my best. Great. Would you like to have lunch with us? Well, what shall we eat? How about eating pizza? There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Sounds great. Let's go together. Lesson 42. Lesson 42. In the library. In the library. I want to borrow some books. You cannot borrow some books. You can borrow only one book at a time. I want the book To Kill a Mockingbird. Let me check. Is it available, ma'am? Yes, it's available. Where is it? It's on the third shelf in the extreme corner. Shall I take the book? Where is your old book? Here it is. What is the name of the book? Shakespeare's Hamlet. What's the due date? I think it's 25th April. What's the date today? Today is the 27th of April. You must pay the fine then. Sorry, ma'am. Đó là hội thoại của cái lessons 42. Cả nhà nghe lại một lượt nữa nhá. Nghe trong ấn dịch nhá. Rồi, nghe lại nào. Bắt đầu. There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Having a sale. Sounds great. That's right. Let's go together. Lesson 42. In the library. The library.
I want to borrow some books. You cannot borrow some books. You can borrow only one book at a time. I want the book To Kill a Mockingbird. Let me check. Is it available, ma'am? Yes, it's available. Where is it? It's on the third shelf in the extreme corner. Shall I take the book? Where is your old book? Here it is. What is the name of the book? Shakespeare's Hamlet. What's the due date? I think it's 25th April. What's the date today? Today is the 27th of April. You must pay the fine then. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Ok, cả nhà dịch cho mình nhé. Dịch đi, sau đó mình sẽ luyện nghe lại sau nhé. Dịch để cho nó hiểu nghĩa đó. Có một cái nguyên tắc để cả nhà có luyện nghe nói gì. Chúng ta phải nói những gì chúng ta hiểu trước đã. Đó. Tiếng Anh nói riêng và ngôn ngữ nói chung là như vậy. Đấy, trong quá trình chúng ta học giao tiếp ấy, chúng ta phải hiểu chúng ta nói gì đã. Thì chúng ta mới có thể giao tiếp tốt được, nói tốt được. Cả nhà dịch đi nhé. Mình sẽ mời ngẫu nhiên ai đó trong Zoom này dịch nhé. Oh, sorry. I turn off microphone. Đỗ Quỳnh A, Minh Anh B, please. Translate into Vietnamese, please. Đỗ Quỳnh. Wait. Chú vẫn chưa dịch được ạ. Okay. Dịch kịp mà. Có anh nào không dịch được, chú dịch. Who can help her? Who can help her? Who can help Minh Anh? Ai có thể giúp cho Minh Anh dịch bi nào? Giơ tay nào. Ok, cháu mời cô Liên Chi. B, please help me. Please help us. Ok. Ok, bắt đầu. You ready? Yes. Tôi muốn mượn một vài quyển sách được. Tôi muốn mượn một vài quyển sách. Bạn không có thể mượn một số quyển sách. Nhưng bạn có thể mượn duy nhất một cuốn cho một thời gian thôi. Tôi muốn quyển sách. Đây là một cái tên sách. Đây là một quyển sách. Quyển này quyển sách là mang tên là làm cách nào để tiêu diệt được con chim gì đấy, Mockingbird. Đấy. Tên đó. Để tôi kiểm tra lại. Câu tiếp theo là gì thì thầy nhỉ? Mình không biết cái câu này. Is it a violent? Câu này là gì cô Liên? Nó là để dùng cho cái chữ ma mà em không biết là nghĩa là gì nữa. Thật ra cái từ ma là thay cho từ hỏi như kiểu thay cho cái từ là thưa cô hay thưa bà ấy. Nhưng quan trọng cái từ này là ma hả? Quan trọng cái từ available cả nhà. Nó thì cũng sẵn sàng. Cái từ available này nó dành để dùng cho những trường hợp như kiểu là khi nào mà các bạn vào thư viện ấy, các bạn hỏi quyển sách này còn không ấy, còn không ấy, cái từ available là còn. Hoặc khi cả nhà hỏi một cái đi lên xe buýt có một cái chỗ mà nó còn trống ấy, thì có thể hỏi là có thể nói là there is seat available, từ chỗ này còn trống, nên là cái từ available nó nghĩa như thế này. Và chỗ này câu này is it available ma'am, tức là gì? Nó có còn không hoặc cả hả cô hả chị đó. Rồi tiếp tục ạ. B lên chị B. Oh yes, thì sẵn sàng đấy.
It's a van. Nó còn đấy, nó còn, rằng nó còn. Ý là chưa ai mượn nó cả, nó vẫn còn đây này, không ai mượn được cả. Rồi, tiếp tục. Nó thì ở trên giá trong một cái góc. Rồi, giá thứ ba ở chimp corner. Giá thứ ba và góc trong cùng. Đó. Tiếp tục. Tôi sẽ lấy quyển sách đấy được không? Tôi sẽ lấy quyển sách đấy. Ờ, bạn lấy nó ở đâu? Bạn lấy nó ở sách cũ à? Nó ở đây. Nó là một cái cuốn sách cũ á, bà. Cuốn sách cũ của bạn nó ở đâu? No. Nó ở đây. À, cô nghe đoạn này này. Cô này hỏi đây. Yeah. Where is the old book? Cái từ old book ở đây. Cả nhà đừng bị quá bị giới hạn là old luôn là cũ là già đấy. Trong trường hợp này giờ thư viện gì? Where is the old book? Tức là gì? Tức là cái người đến mượn sách này, họ đã mượn một quyển sách khác rồi. Họ mang đến họ trả. Họ trả có sách này đi thì họ mới có thể mượn được một quyển sách khác. Đó, kiểu như thế. Cái từ old book này tức là gì? Quyển sách cũ của bạn đâu? Ý là cái quyển sách bạn đã mượn đâu ấy. Đó, hiểu chưa? Cái quyển sách cũ của bạn. Đó, rồi tiếp tục. Nó đây. Nó tên là cuốn sách đó tên là gì? Hamlet của Shakespeare. Nó thì cái đáp của nó như thế nào? Cái đáp đó là gì? Tôi nghĩ là 2 năm tháng 4. Yeah. 2 năm tháng 4. Yeah. Cái ngày của nó hôm nay là ngày mấy? Hôm nay là ngày gì vậy? 27 tháng 4. Hôm nay là 27 tháng 4. Bạn muốn trả bạn muốn trả bây giờ không? Tờ file là bạn có tiền phạt. Tiền phạt. Tìm thấy. Xin lỗi. Rồi, ok, cảm ơn cô, cảm ơn bạn. Cháu sẽ load lại một lượt hội thoại cho cả nhà hiểu nghĩa nó hơn nha. Đấy. Bởi vì có rất nhiều từ sẽ là mới mẻ với cả nhà. Bởi vì sao? Chúng ta đã bị quá quen, quá giới hạn những từ này chỉ có nghĩa là một nghĩa duy nhất rồi. Ví dụ từ cuối cùng của trong hội thoại này, she must pay the fine then. Cái từ fine này, cái này có quen được thì hello, how are you? I'm fine. Con tôi khỏe đúng không? Nhưng không. Từ fine này nó có rất nhiều nghĩa. Cho nó một nghĩa khác của nó gì? Tiền phạt. She must pay the fine then. Bạn phải thanh toán tiền phạt. Tại vì sao? Bởi vì quyển sách này, cái từ due date. Due date là hạn cuối của nó. Ngày đó thì ví dụ một quyển sách chỉ được mượn trong một tuần, bạn mượn quá và phải nộp tiền phạt. Đây, hạn cuối họ gì đây là ngày 25 tháng 4, nhưng ngày mà họ trả sách là ngày 27 tháng 4. Vì vậy họ phải có một khoản là khoản gì? Khoản fine. Đấy, các bạn hiểu được nó nhá. Rồi, lốt lại một lượt từ trên này. Cái câu thứ hai, you cannot borrow some books. You can borrow only books at the time. Đây này, cái cụm từ at the time này cô lưu ý nhá, cái này lưu ý nhá. Cái từ time này nó không phải lúc nào cũng nghĩ là khoảng thời gian đâu. Cái từ time này, này một lần. Này. Đấy, nên là cả nhà đừng bị giới hạn nghĩa vậy. Đấy. Bạn chỉ có thể mượn một quyển sách trong một lần. Đấy, at the time trong một lần nha. Còn chỗ nào nhỉ? Đây cái câu mà em đã bôi đậm sẵn và tô béo lên này và tự cho này. It's on the first shelf in the extreme corner. Đó. Cái từ đây, cái kệ thứ ba extreme cực kỳ. Từ này là một cái trạng từ đấy. Đấy. Nếu mà dịch theo một nghĩa có là gì? Này, nó ở trên kệ thứ ba và ở chỗ cực kỳ góc kiểu thế đúng không? Nhưng mà không, cái từ extreme này nó là trong cùng, extreme corner. Nó ở cái kệ thứ ba và trong góc trong cùng. Đó. Có chỗ nào nữa không nhỉ? Thế rồi đấy. Thế rồi, đấy, cả nên lưu ý từ nhá. To do that, đấy, hạn nhá, hạn có gì đó. Đấy. To do that, nếu cả nhà để ý trong những cái sản phẩm, ví dụ như là sữa, bánh kẹo, từ ngay nó có to do that, là hạn sử dụng đấy, sử dụng. À. Như vậy. Và lưu ý từ hôm nay được gặp từ này nhá, từ fine này nhá, tiền phạt nhá, đấy tiền phạt. Ở với nước ngoài với cái văn hóa giao thông của họ ấy, khi mà họ đỗ làn đỗ sai xe ô tô ở đâu ấy, cảnh sát đã qua đó, họ kẹp lên cái gương của họ một cái phiếu hóa đơn phạt ở đấy. Và nó và người vạ nó phải nộp một cái gọi là fine. Pay the fine. Đấy, tính là tiền phạt đấy nhá. Lưu ý như vậy. Bên mình nghe lại một lượt nhá. Đấy, cả nhà hiểu nghĩa rồi, nghe lại. Và sau đó cả nhà sẽ luyện nói một lượt nữa nhá. Đó.
Tất nhiên những phần hội thoại này này, lát nữa cả nhà sẽ xem cả video nữa. Và mình sẽ gửi hết cho cả nhà, tặng đến cả nhà free tài liệu luôn. Đó. Với những điều kiện nhỏ nhỏ đây để cả nhà giúp mình lan tỏa rất là free được hơn rồi. Nào cả nhà nghe lại hội thoại này nhá. Bắt đầu. I want to borrow some books in the library. In the library. I want to borrow some books. Borrow some books. You cannot borrow some books. You can borrow only one book at a time. I want the book To Kill a Mockingbird. Let me check. Is it available, ma'am? Yes, it's available. Where is it? It's on the third shelf in the extreme corner. No. Close the window for me. Close the window. Where is your oak book? Close the window. What is the name of the book? Shakespeare's Hamlet. What's the due date? I think it's 25th April. What's the date today? Today is the 27th of April. You must pay the fine then. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Now, one more time. One more time. Sounds great. Let's go together. Lesson 42 in the library. I want to borrow some books. You cannot borrow some books. You can borrow only one book at a time. I want the book To Kill a Mockingbird. Let me check. Is it available, ma'am? Yes, it's available. Where is it? It's on the third shelf in the extreme corner. Shall I take the book? Shall I take the book? Where is your old book? Where is the old book? Here it is. Here it is. What is the name of the book? What is the name of the book? Shakespeare's Hamlet. Shakespeare's Hamlet. What's the due date? What's the due date? I think it's 25th April. 25th April. What's the date today? Today. Today is the 27th of April. You must pay the fine then. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Okay, everyone, please move on to your break room. Your break room are open and join it. I practice more and more. And remember, no pain, no gain. Gấu rồi sao vào Zoom em? Thôi em không vào, em cứ ở ngoài Zoom nhá. Anh sẽ không mời em vào Zoom đâu nhá. Em cứ ở ngoài. Thầy ơi, thầy cho em vào lại vậy ạ? Sao lại sao làm gì em? Em không biết wifi em có vấn đề ạ? À, chờ một chút, anh sẽ mời em lại nha. Chờ một chút. Ok. Đi. It is available, ma'am. Yes, it's available. Where is? It's on the third shelf in the extreme corner. So, if you take the book, where is your book? Here it is. What is the name of the book? Shakespeare's Hamlet. What's the due date? Why? Let me read this. What is one of the Shakespeare numbers? What the due date? Well, yeah, I think it's the 25 of it.
April. What is the day today? Today is the 27th of the April. You must pay the fine then. Sorry, ma'am. Yes, and the next turns and first. Ready? Yes, I may. I want to borrow some book. You cannot borrow from the book. You can borrow on one book at the time. I want the book to kill a mockingbird. Let me check. Is this available, ma'am? Yes, it's available. Where is this? It's on the third shelf in the examiner's corner. My name is Dương Quang Tuyền. Okay, so my name is Beto, and I will A and you B, okay? Okay. Okay. I want to borrow some books. You could borrow some book. You can borrow only one book at a time. I want the book to kill a mockingbird. Let me check. I want to read the book to kill a mockingbird. Let me check. Is it available, ma'am? Yes, it's available. Where it is? It's on the first shelf in the extreme corner. So I take the book. Where's your old book? Here it is. Or what is the name of the book? Shakespeare Hamlet. What a due date? I think it's 27th of April. What's the date then? Today is 27th of April. You must pay the fine then. Sorry, ma'am. Cả nhà ra Zoom rồi nhỉ? Ok, bên cả nhà ra Zoom đấy. Những điện thoại hôm nay ấy, tôi sẽ gửi hết cho cả nhà. Đấy. Tôi sẽ gửi hết, gửi tặng cả nhà. Đây là học free 100%, hoàn toàn. Chỉ cần mở can sức bài học thôi, free cả học phí nữa. Chỉ có một điều kiện nhỏ nhỏ thôi là cả nhà giúp mình lan tỏa lớp học này. Đấy. Những cái buổi học Zoom này mình sẽ có thể mình một ví dụ cái pic kèm này này, một số các bạn đang học đấy. Nếu chụp ảnh cái bức ảnh Zoom đang còn các bạn còn đang ở đây lại, cháu đã chụp ảnh lại cô Liên Chi nhá. Cả nhà cứ chọn cho mình cái mặt cười hay mặt đẹp nó đi để mình chụp lại. Em sẽ làm một cái bài viết mới ở trên Facebook sẽ gửi cho cả nhà đấy. Cứ hai cái gì được đi, tùy cả nhà nhá. Đó, để cho làm gì? Mình sẽ cùng luyện với nhau. Mình sẽ tạo cho một cái môi trường luyện tập tiếng Anh. Đó. Rồi, mình đã đếm 1 2 3 cả nhà cùng chụp nhá. Nào. 1 2 3 Hello. See you later. Vẫn còn cô ơi, vẫn còn đó, vẫn còn chưa hết, lớp học chưa kết thúc đâu. Cháu tạo bức ảnh trước để cháu lưu lại đã, và lát nữa thì bây giờ mình sẽ mời cháu mời cả nhà cùng nhau nghe, cùng nhau xem lại cái hội thoại này này. Đấy, mà hôm nay chúng ta đã được nghe được xem. Mình sẽ làm một cái bài viết trên Facebook nói về những lớp học miễn phí này, bởi vì tổ chức lớp học lâu lắm rồi, từ tháng 9 đến 2021 đến giờ cơ, liên tục tuần nào cũng có một buổi mà đó.
Đấy. Và cả nhà hãy vào bài viết đó, cả nhà sẽ thấy bức ảnh rồi mình đã chụp lại cho cả nhà ở đó. Và cả nhà hãy comment vào đó giúp mình. Một lượt comment hoặc một lượt share, một lượt like cho nó báo cho mình biết. Đó. Các bạn hãy like, hãy share bài viết đó giúp mình. Lát mình sẽ lại tạo bài viết đó ngay. Đó. Và để giúp mình lan tỏa cái lớp học miễn phí đến để cho nhiều người được học miễn phí hơn thôi. Đó. Đây là một miễn phí free 100%. Và với Tùng đã free là free. Đấy. Tùng vẫn có lớp chuyên sâu. Nhưng các chị có thể đăng ký hoặc không. Kể cả các chị có đăng ký hoặc không mà Tùng muốn dạy các anh chị ở lớp học này. Hoan hỉ dạy các anh chị, chia sẻ kiến thức với các anh chị ở lớp học đó. Nhưng một cái chia sẻ thẳng thắn, thật thà của mình nhé, là muốn học tiếng Anh tốt ấy, phải đầu tư nhiều thời gian cho nó. Các anh chị đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc nữa. Nhưng chắc chắn, nghĩ là chắc chắn để thành công cho bất kỳ lĩnh vực nào, không chỉ tiếng Anh nói riêng nhé. Máy tính, cái gì xây dựng, hàng không, may mặc, cả nhà cũng đã phải đầu tư rất nhiều thời gian để cả nhà học về nó rồi mà, đúng không? Đâu cả nhà sau một buổi ngủ dậy cả nhà có thể làm được điều đó đâu, đúng không? Môn nào cũng vậy thôi. Đó, bây giờ mình sẽ mời cả nhà gì xem cái phần hội thoại, xem cái video hội thoại này chúng ta học nói về cái gì đó. Và Tùng sẽ gửi tặng cho cả nhà tất cả những anh chị nào mà lát nữa mình tạo bài viết đó, hãy vào cái trang Facebook cá nhân của mình, mình sẽ gửi cái đường link đó lên cái nhóm free đó, cả nhà hãy vào đó comment giúp mình nhé. Kể cả một ít comment là gì, phát biểu cảm tưởng của mình về cái lớp học free này thôi, để cả nhà có thể xem được. Đâu bức ảnh nữa rồi, bức ảnh của mình vẫn cứ chụp rồi nhá. Đây, bức ảnh đó đây. Đây, lớp học của ta đây. Đó, đây, cô Liên Chi cười tươi thế. Rồi, đó nữa thì em sẽ làm nhé. Rồi, thì cả nhà lưu ý nhá là lát nữa mình sẽ làm trang face cái bài viết đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ mời cả nhà xem cái video này. Tôi đã gửi được cả nhà cả file audio, file text và video luôn để cả nhà tập luyện cho nó. Và cái việc của cả nhà là gì? Luyện tập thật nhiều cho em nhé. Nghe nói lại thật nhiều cho nó quen nhé. Không ai là nghe một lần, hai lần, mười lần là nghe được là hiểu được lại đấy đâu. Là có thể nói như gió được đâu. Nghe thật nhiều nhé. Rồi, bắt đầu mời cả nhà cùng xem. Asking somebody to do something. Asking somebody dialogue to do something. One. Help me, I need a doctor. What is the problem, sir? My wife is on the floor. Sir, please calm down. Take a deep breath. I need some help right now. Sir, I'm going to put you through to 911. Hurry, please. Hurry, please. Stay calm, sir, and talk clearly. Dialogue 2. I need your help. What do you need? You do know I'm getting ready to move, right? I remember you telling me. Do you mind helping me move in? Sure, that shouldn't be a problem. When? Are you busy this Saturday? I don't think I have any plans. How does 10 a.m. sound to you? Saturday at 10? Saturday at 10? I can do that. I can do that. Lesson 41. Lesson 41. On the campus. On the campus. Maria? Maria? Oh, Laura, oh, Linda, good morning. Good morning. Whoa, you look stunning today. I'm stunning today. Thanks. What do you think? Does it look good? Does it look good? Perfect. It fits you, and you look very pretty in it. I agree. It really suits you. Why do you want to buy a dress anyway? I'm going to my brother's 27th birthday party, and I want to look my best. Great. Would you like to have lunch with us? Well, what shall we eat? How about eating pizza? There's a new store near the school that just opened and is having a sale. Sounds great. Let's go together. Lesson 42. In the library. I want to borrow some books. You cannot borrow some books. You can borrow only one book at a time. I want the book To Kill a Mockingbird. Let me check. Is it available, ma'am? Yes, it's available. It's available. Where is it? Where is it? It's on the third shelf in the extreme corner. Shall I take the book? Shall I take the book? Where is your old book? Where is the old book? Here it is. Here it is. What is the name, of the book? Shakespeare's Hamlet. Shakespeare Hamlet. What's the due date?
I think it's 25th April. 25th April. What's the date today? Today is the 27th of April. You must pay the fine then. Sorry, ma'am. Lesson 43 at the police station. Đó, cả nhà, hội thoại đó. Đó. Cả nhà, tôi sẽ gửi lên nhóm free và sau đó là cả nhà hãy giúp mình share bài viết sắp tới trên nhóm trang Facebook của mình để nhiều người được học free hơn nhé. Ok, và buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Cả nhà hãy mở mic lên tập chào nhau đi ạ. Ok, goodbye, see you later. Goodbye, see you later. Ok, see ya.